sau thành công rực rỡ của lễ hội Mường Đen đã để lại biết bao dấu ấn, kỷ niệm đẹp về một xã miền núi với tiềm năng đa dạng, phong phú, hội tụ đầy đủ các yếu tố mà thiên nhiên ban tặng: khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có ruộng bậc thang, bản làng yên ả với những nếp nhà sàn truyền thống bên lưng chừng núi, bà con đồng bào dân tộc Thái thân thiện, mến khách, có truyền thống văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc như tục lệ trá mùn, nhân dân rộn rã tấp nập giao thương hàng hóa tại phiên chợ vùng cao Ngàm Pốc đã mở ra cơ hội cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt là bản Pèo, bà con nhân dân đã nhận thức được việc phát triển du lịch sẽ là cơ hội để họ quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập từ việc làm du lịch. Hiện bản Pèo đang rực rỡ sắc màu từ những bông hoa tươi đẹp chào đón du khách. Về với Yên Thắng, lên bản Pèo những ngày đầu xuân mới, mọi người sẽ cảm nhận được một không gian thơ mộng, muôn sắc màu tại vườn hoa bản Pèo. Những bông hoa đang đua nhau khoe sắc, tạo thành một vùng núi êm ả để cho lữ khách được hòa mình với thiên nhiên. Mỗi ngày nơi đây vẫn chào đón những du khách ghé thăm. Hôm nay em ra vườn hoa chụp ảnh thì em cảm thấy vườn hoa rất chi là đẹp và em đã chụp được những bức ảnh rất chi là ưng ý. Hy vọng một ngày không xa, với sự cần cù chịu khó, thay đổi tư duy từ làm nông nghiệp sang làm dịch vụ phát triển du lịch cộng đồng của nhân dân, cùng những định hướng đúng đắn của các cấp các ngành, sớm xây dựng bản Pèo thành bản du lịch cộng đồng, bản đáng sống.